Trung tâm DTD Auto, văn phòng tại Hà Nội, xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Vâng, xin chào anh Trần Phú và xin chào tất cả quý vị thường xuyên quan tâm và theo dõi các video clip của trung tâm DTD Auto. Và trong cái clip này thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một cái chức năng rất là hữu ích, có thể nói là những tính năng cao cấp mà chúng tôi đã lập trình hỗ trợ trong phiên bản MotoScan số 6. Đây là một trong những cái tiện ích mà có thể giới thiệu nhanh rằng là anh em khi mà sửa những chiếc xe hệ thống phun sơn điện tử xảy ra những cái lỗi ví dụ như là hụt ga hoặc là hao xăng nhưng mà không có báo lỗi ở trên đèn táp lô và cái mã lỗi đó cũng không có. Và đây là một cái việc rất khó để cho anh em có thể xác định được cái lỗi này, vì lỗi này nó không phải là một nguyên nhân nào cụ thể mà nó là tổ hợp của rất nhiều những nguyên nhân mà nó gây ra cùng một cái hiện tượng hụt ga đó là như nhau. Vâng, MotoScan 6 là một cái trợ thủ đắc lực cho anh em, một cái tính năng có thể nói là rất tuyệt vời để cho anh em không cần phải lo lắng nhiều, không cần phải suy nghĩ nhiều và hãy để cho máy MotoScan phiên bản 6 tự tính toán, tự suy nghĩ và sẽ đưa ra những kết quả giúp anh em tìm ra lỗi cái việc hụt ga đó hoặc là hao xăng đó ở đâu. Và bây giờ là chúng ta sẽ quan sát với một chiếc xe hiện nay nó đang bị hiện tượng hụt ga khi mà chúng ta tăng tốc. Vâng, quý vị thấy là khi chúng ta tăng tốc đột ngột ấy, thì chúng ta thấy là nó bị đoạn hụt ở đầu. Và trong tình huống này thì chúng ta thấy là cái đèn check ở trên xe nó cũng không có báo sáng. Khi đi thì có thể nó xảy ra những cái tình huống nguy hiểm. Nếu mà chúng ta muốn tăng tốc, vượt tốc ở trên đường thì nó sẽ bị chùn chiếc xe lại. Và phải một vài giây sau thì nó mới tăng tốc lên, làm cái cảm giác đi rất nhiều người là thấy không được hài lòng. Vâng, bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với chiếc máy MotoScan và trợ thủ đắc lực MotoScan phiên bản 6 sẽ giúp cho các người thợ có thể nhanh chóng tìm ra cái lỗi đó chỉ trong một vài phút. MotoScan 6 cũng có những cái menu quen thuộc đối với chúng ta, Honda. Rồi chúng ta có cái gợi ý kết nối và cái phần này nó đã rất thân thuộc với anh em rồi. Chọn thị trường xe Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái dòng xe Everblade sau 2013, chọn Everblade. Và thử xác định lỗi thử xem là có cái mã lỗi nào lưu trong ECU không. Vâng, máy thông báo là trong cái xe không có mã lỗi. Vậy cái công nghệ OBD mà ở trên cái ECU đó nó đã không có xác định lỗi này. Lỗi đây là một lỗi phức tạp mà nó có xảy ra do nhiều nguyên nhân gây ra. Chúng ta cần phải biết cách phân tích theo nguyên lý hoạt động. Và đây là một trong những tính năng mà có thể nói là duy nhất có ở trong máy MotoScan phiên bản 6. Và chúng ta chọn OK. Ở đây có câu hỏi là bạn muốn chẩn đoán nâng cao không? Nếu chúng ta no thì chúng ta sẽ thoát. Còn nếu chúng ta chọn yes thì nó sẽ có một cái danh sách cho chúng ta lựa chọn các cái tình huống, các cái triệu chứng mà chiếc xe của bạn đang gặp. Và chẩn đoán này là chẩn đoán theo những cái sự việc cụ thể. Và chọn yes. Vâng, xe có biểu hiện gì? Không thể mở máy, lỗi idle stop, hao xăng và từ cái phím phía dưới chúng ta có thể thay đổi từng trang. Nó sẽ có rất nhiều trang để cho chúng ta lựa chọn, và cái mũi tên bên phải chúng ta nhìn thấy có thể xem tiếp. Không quay đề, quà ga liên tục, quà ga ngẫu nhiên, không có ranty, khó khởi động, liên quan đến cơ khí kim phun. Và cái lỗi kế tiếp là chúng ta nhìn kỹ, đó là hụt ga khi tăng tốc. Đây là một trong những cái tính năng mà có thể nói là trang bị mới trong phiên bản 6, một tính năng rất hiệu quả. Hoặc là yếu máy. Và màn hình đã hơi bị nhòa, tôi chỉnh lại tính. Hoặc là yếu máy không bốc. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái tính năng hụt ga. Khi máy yêu cầu thì chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu trước. Đấy là một cái thông lệ chúng ta đã thường gặp. Máy yêu cầu là khởi động, guarantee 5 phút. Ở đây chúng ta phải làm việc với trạng thái là 5 phút. Nhiệt độ máy lớn hơn
60 độ C. Rồi, chúng ta sẽ ấn nút OK. Và máy có thể kiểm tra, trong quá trình này máy có thể kiểm tra rất nhiều thứ. Ví dụ như kiểm tra tốc độ vòng tua máy, kiểm tra các cái trạng thái làm việc. Nếu thấy có gì bất thường, máy sẽ có thể thông báo chúng ta. Chúng ta có thể xử lý các thông báo đó. Và bây giờ thì chúng ta thấy là máy nó yêu cầu huy động đợi. Đây là một thời gian mà chúng ta cần kiên nhẫn đợi để máy đang phân tích các cái thông tin, rất nhiều các thông số để đưa ra những cái kết luận chính xác. Thời gian đợi này khoảng là 5 phút. Và trong thời gian đợi này thì tôi có thể nói thêm cho anh em rằng là cái lỗ hụt ga nó do rất nhiều nguyên nhân. Chúng ta đừng có phải ngại gì là máy chỉ có đưa ra cho chúng ta một nguyên nhân, một cái biểu hiện đó lỗi ở đâu, mà tất cả các cái sự cố trong các cái cấu kiện của chiếc xe mà gây ra cái lỗ hụt ga này thì trong phiên bản MotorScan 6 sẽ có thể hoàn toàn là tự phân tích và tự giúp chúng ta một cách chính xác các cái lỗi đó. Và chúng ta nhìn các cái chỉ số đếm lùi đó nó đang thực hiện. Nếu mà hết thời gian thì nó sẽ có những cái thông tin kế tiếp. Còn bây giờ nếu như mà các bạn có bận một cái việc gì, có thể đặt máy hoặc trao máy vào cái di động của xe, hoặc là đặt máy ở trên yên xe trong thời gian ngắn thôi, một lát 5 phút chúng ta sẽ quay lại và theo dõi các cái thông tin trên chiếc máy MotorScan 6. Vâng, chắc bây giờ thì cũng sắp đến cái thời gian mà đếm lùi đã sắp hết. Có lẽ là cái thời gian phân tích của chiếc máy còn ở đây, chúng ta nhìn thấy còn 62 giây, 61 giây nữa. Chúng tôi có thể giới thiệu thêm là như các bạn biết thì cái việc vụt ga của xe máy dòng phương xăng điện tử nó cũng là một cái vấn đề mà từ lâu rồi, nhưng mà cũng chưa bao giờ nguội và lúc nào cũng thấy rất là sôi động ở trên các cái mạng xã hội như là Facebook hay Zalo, và cũng rất nhiều các cái bình luận mà các bạn có thể thường xuyên đọc được trên các trang mạng xã hội. Và bây giờ thì nếu đã có MotorScan 6 thì cái việc mà bàn luận và những cái việc mà để tìm ra cái lỗi đó ở đâu nó không còn phải là vấn đề khó khăn nữa. Và chiếc máy MotorScan phiên bản 6 là một trong những trợ thủ đắc lực cho anh em tự động phân tích, tự động tìm, và cái thời gian phân tích của nó cũng khá lâu vì nó phải làm rất là kỹ để xem xét các cái tình huống. Và bây giờ là còn có 20 giây, 19 giây. Cái chức năng này có thể nói là một cái chức năng cao cấp mà như là một cái đột phá về mặt công nghệ, và là một cái việc mà chúng tôi đang muốn xây dựng những cái chuẩn mực mới về máy chẩn đoán. Và những máy chẩn đoán thông thường thì sẽ không thể có những cái chức năng cao cấp như những dòng máy MotorScan mà chúng tôi đang giới thiệu ở đây. Và một giây nữa thôi ạ. Và bây giờ là việc tổng hợp kết luận các cái thông tin. Có thể trong trường hợp này nó sẽ hỏi thêm chúng ta một vài thông tin phụ nữa, thì anh em vui lòng là trả lời chính xác cái thông tin cung cấp của anh em mà nó bị sai ấy, thì cái việc kết luận cuối cùng chẩn bệnh của máy MotorScan có thể sẽ không có chính xác. Thế nên là anh em phải xác định là chính xác đúng những cái yêu cầu, những cái thông tin mà máy cung cấp. Vâng, bây giờ thì máy đã hỏi chúng ta là cái màu buji có trắng hay không, và kỹ thuật viên chúng tôi đã kiểm tra thì là màu buji là trắng. Cái này nó phải là rất chính xác. Nếu như mà anh em mà nhập cái thông tin vào sai thì máy MotorScan sẽ đưa ra cái kết quả chẩn đoán cho chúng ta là sai. Nên là ta nhìn ở dưới cái phía bên dưới là bên phải là yes, còn bên trái là no, thì chúng ta sẽ ấn ở phía bên phải yes. Và máy đang làm việc tiếp. Ta chờ một vài phút để cho máy đưa ra kết quả. Máy hỏi thêm chúng ta một câu nữa là áp suất nhiên liệu có lớn hơn 2,5 kg trên xăng mét vuông không. Trong trường hợp này thì chúng ta phải dùng cái bộ petester là cái đồng hồ độ áp nhiên liệu để kiểm tra, và kỹ thuật viên chúng tôi đã kiểm tra là áp suất là xấp xỉ là 3 kg trên xăng mét vuông. Vậy trong trường hợp này ta ấn yes. Và máy đưa ra kết quả chúng ta là xe này hụt ga là do lỗi cơ khí kim phun. Chúng ta cần phải vệ sinh kim phun, làm sạch kim phun, hoặc là chúng ta phải thay kim phun mới. Trường hợp này là kim phun đã bị tắc hoặc kẹt phần cơ khí. Đấy là những cái kết luận mà máy đưa ra. Nếu mà chúng ta không còn một cái yêu cầu gì khác thì chúng ta có thể là
thay kim phun như cái yêu cầu của máy. Và bây giờ thì xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cái clip của chúng tôi thực hiện, và chúng tôi sẽ có nhiều các clip mới cho phần thiết bị Moto Scan 6 để cho các quý vị có thể làm quen với những công nghệ của chiếc máy Moto Scan 6. Xin chân thành cảm ơn.